Ông bụt. Rồi bùa chú cà nhào một ra. Sáng là vẫn hấp cà phê làm điếu qua thuốc mà. Mấy cái bí đây tầm tháng nữa lên vàng ạ. Chú gần nguồn nước này. Anh em ở trong rau răm nó bé hết rồi. Rau răm này, la lốt, ngọt tàu, xả. Chú ngọt tàu lái. Ngọt thơm ấy. Xả lốt. Rau răm này bé mà. Mấy cái loại rau này là nó thích hợp, nó mọc như gần suối này, nhất là rau răm với la lốt này, sau này nó lên một đám luôn ạ. Chuẩn bị rau cho mùa mưa mà. Nha, ăn sáng với ba anh em. Ôi trời, sáng nay ăn có bún rồi đây mà. nước à khô cho thằng coi đó, con mình cho lên 8 sải không à, được muối xong thả cho nó 8 giờ, hơn 7 giờ nhỉ gì, 7 giờ hơn giờ nắng nè, mình ở cao quá mình cho lên thấy cao ở đây khoảng giờ 7 giờ vậy, mình có kéo tạm được không? Đang cơ mập được thuốc chứ gì vậy ông ơi? Anh gì? Không biết làm sao? Rồi ạ, muốn làm siêu nhân hả? Bốn ký một lợp, ba ký cũng bét ngang. Rồi, chúc may mắn. Ăn sáng xong mà hai ảnh đi lên trên núi đánh thêm 1x7 với thăm 1x7 ở trên núi ạ. Em thì lát em xuống em thăm cái luồng 7 gần trại này, dắt qua cái núi kia em thăm lại luồng 7 đấy. Em mới mới xuống cái luồng 7 này. 7 này mình gài chủ yếu là bằng dây. Dây thắng rồi cả nhà. Cần thì cần tự nhiên luôn. Để em quay kỹ cho cả nhà mình xem nha. Nó đơn giản lắm. Mình cài móc ngoài này với cái cây này. Con thú đi qua thì nó mang cái cây này á. Nó sập cái máy thì cái dòng nó rút lại thôi. Còn mình tấp theo cái vị trí mà nó trương á. Con thú trên núi nè. Nó đi xuống á. Là nó đi ngang qua cái bờ bãi của mình. Mỗi bãi cách nhau khoảng 5-7 mét thôi. Đấy. Nó dắt dài qua một cái triền núi luôn mà. Rồi giờ em đi thăm. Rồi trong quá trình em đi thăm bãi á, có cái gặp cái gì hay hoặc là dính cái gì á, thì em sẽ quay lại chia sẻ cho cả nhà. Ngang cái luồng bãi á, tình cờ gặp được một cái phôi nhót ăn trái này cả nhà. Ôi trời ơi. Nhưng mà sáng nay đâu có mang đồ ngừa đâu mà đào. Đây. Trời ơi. Phôi nhót này. Đây chắc để qua ngày mai. Ngày mai quay lại này thăm bẫy á. Em sẽ mang theo cái rửa. Tại cái này nó rửa chùm không mà. Nó dở đau lắm. Tới cái đoạn kia là hết bẫy rồi. Hết bẫy rồi cả nhà. Xin thông báo với cả nhà là cái vị trí thăm bẫy của em sáng nay mớm mờ ôm sức mớm nặng nề luôn. Không biết là hai ảnh lên trên rừng có dính được cái con nào hay không, cho em chính thức là mớm không ạ. Giờ thì mình đi rào rừng thôi, đi săn sóc. Mình chó nó dìa rồi. Mấy ảnh đang thêm bẫy xuống á.
Xin thông báo cả nhà là Mai Văn đã xuống núi. Có chứ không? Con còn gì đâu. Được một em. Không có cho không nè. Mai Văn sống được hết trần. Sốc à? Được. Sáng hôm qua hết luôn 7 kia mà bật được con trổ mà chắc gì mang ạ. Được. Được. Quà rừng không? Quà. Quà gì là dũng đi tao rừng ta? Mình cứ đặt xài rừng đi. Ừ. Hái nhiều quà rừng dùng thử. Ừ. Chua. Giống như xài rừng ong không? Ừ. Cái giống như trái xài nhỏ em chua chua. Chua chua ngọt. Ngọt chua nhiều hơn ngọt. Đọc tỏ luôn. Được hướng không? Nó rùa trong hàng đa cho rút ra chứ. Có chó không có chó chịu chết. Con này muốn nồng luôn á. Lòng đất á. Ông tụi ông này gần à, bắt nước từ sáng giờ mà. Mấy em biết cái hướng nó đi rồi nhưng mà chắc qua ngày mai á, ngày mai hai anh em đi rong tìm. Ủa em thớ nè, bầy. Bắt nước đông rứa lắm. Con này sắp đi Hà Nội rồi nhé. con đi đây con đây. Ừ. Con này sắp đi ở Bờ Hương mà. Nó bị con đây là lý do là cái đuôi nó cục á, nó bị rắn hổ phì nó cắn nhưng mà may mắn là nó không chết ấy, thành về là mình xả đuôi, mình chặt khúc đuôi để cho nó thoát máu ra, thoát máu độc nó ra. Đấy là theo kinh nghiệm của anh Dân anh huấn luyện á. Mưa màng ạ. Chưa. Nâu. Mặn ly gọi giống. Đâu, tiếp tục đó ông thần này. Anh lớn ấy. Anh làm thủ tục. Bữa qua 5-4 kg mà nhiều mình nay hụt có 1 kg rưỡi à. Sao nghe đoàn ký hết chẳng không? Tiếng Namajan nói là tiếng roi. Vừa lên rừng mà chưa làm gì nhậu liền. Bài nhắm mắt nói ít vậy nè, con nói nhiều nữa buồn hơn đó. Mình qua chỉ đơn giản chân chắc là cho con vậy nói nhiều. Hai anh em ruột không?
nhặt giống ấy xíu. Thằng con. Thằng bà men. Ô, tấu hai anh em mà chiến đấu tới 12 giờ sáng đuối. Rồi, mời cả nhà mình cốc ơi. Gặp nữa. Đó có khỏi đây. Cái gì này? Mong em ra hộ. Mình cho lỡ chứ. Đồ nào được được cũng ăn. Không kiến luôn hả? Ít ngái chẳng hiu bị quạt thì gì đấy biết chung gì đâu. Không kiến hả? Để coi ép đồ mà không có xui. Đi đi rừng mà vô kiến này kiến nọ cứ cơm trắng ăn dê lấy gì ăn ngại. Tăng sao? Núi mà kiến này. Rừng đâu ăn gì đâu mà dưa. Đồ mình nuôi ở nhà đâu đây mà đâu có cất gì đâu. Đi rừng là đéo cho mạnh cho giỏi à. Đối anh hết đắt. Sợ ăn vô chứ. Rồi đâu hai em nhất bê đồ cơm nhau không? Bảy đúng hết. Không sang chỉ lực vào giống sang quay ở giọt nữa. Mỡ này. À giọt mà giọt mà mượn vậy. Tìm ra. Giàu mặn giàu bông sốc. Đây là cái phần ở bữa lòng này. Là một miếng gan. Bình thường bên. Có răng cả. Tà ngạc là chứ mà mày đi. Còn mà lại chung với nhau nên là cái gan con này là nó không là bùi nó bùi nhẹ à, tức là nó dẻo nó thơm với lại nó có độ béo ngon hơn gan gà nhiều cái mấy lần luôn. Đây là mật nó. Mật từng nuôi á. Mà dần chỉ có mấy dần tiếm thôi chứ anh em tụi em đánh chịu nó đâu. Sắc thú ăn đắng á. Vô đây thôi chứ anh dần thánh đủ rồi chứ anh tay hết đắng rồi. Đủ thu đây mà. Thuộc đến giả tật mà bổ gốc đẹp á. Để ăn chắc bổ găng đắng này. Không bình thường em uống cái làm tốt là lượt em chắc cái dưa trong mỡ ấy. Ngã lượt đàn mặn. Nói chung anh em tụi em dạ, rừng núi mà mỗi người công việc cho dẹp lại thôi, easy dạ. Ăn dễ á, cho nó... Mạnh cái gì dạ. Mỗi người cái nghề. Ai cũng có cái nghề hết. Nghề nào đi nghề đấy cũng đồng tiền không? Mà vô rừng vô núi là cũng dễ không hả? Cũng anh em trong nhà. Anh em không mà dạ. Thành vậy á, vô rừng vô núi anh em gặp nhau là quý lắm. Xa lạ như mình không biết mà gặp nhau là quý á. Chăm họ thôi. Dám làm gì đây? Ủa, chùa mở xa là chứ. Đấy á, ăn đắng, ăn mỡ. Chứ dạ. Nghiến thì béo. Cho heo nướng, da nướng. Anh em. Ừ. Mình dằn cắt ra nghe. Đặc sản này. Mong. Món này là mong. Món đặc sản nhất của Mai Dòn. Đã anh em. Chưa, cái này dòn hơn. Mai Dòn cắt cho anh em nè. Đấy, cô chú anh chị mình từ được cắt xong rồi mình giới thiệu món này xong nha. Đấy. Mở chỉ không? Thấy cứng quá. Lát nữa mà em nói ra cái món này là món như là cô chú anh chị mình tá quả luôn. Thế này rừng. Rồi, đây là da heo rừng á. Cho tuần chưa hết thì khui liền ông. Đây da heo là món đây thôi. Mình nướng cho thiệt cháy cho nó rút bớt cái mỡ á. Chưa, đồ rớt uống. Không, máu dứt mạnh. 1, 2, 3 mà chưa được. Dứt luôn đi. Được hết á. Tâm trong mề dây xử lý kịp mà. Dứt. Chưa. Chấm đi. Mắm này đó. Rồi chấm mắm. Giờ cái miếng này nó rớt á, em xin phép em tém luôn. Anh làm rớt 2-3 cái chắc em tém hết á. Ngon. Biếu. Ngon không? Biếu. Rồi cho mình nướng đây rút mỡ. Wow. Đó. Món này món ngon. Cọc nè. Thịt rừng mà. Ui. Đi bà luôn. Đây rớt miếng nữa mạnh. Cho rớt miếng này ha. Ừ. Là không? Nó hình cho em mà. Miếng này rớt là tớ mày ti. Đấy. Đấy. Chuột khô này nó khẳng hơi em nè. Giòn. Giòn. Dạ. Bắt đầu lên một món mới nữa. Có tô đi. Là món này là giá dưa hay còn gọi là cà chấm với mâm nêm. Cái món này là dân giá nhưng mà nó tuyệt vời nhóc này. Ngon miệng lắm. Chưa. Lần mùng mới chứ thịt rừng này chứ anh em tụi em cũng ngái nhau. Anh tên gì à? Ông bạn tên gì? Tưng. Tưng hơn. Nếu mình gọi là mẹ Tưng đó. Mà gió. Còn ấy là Tưng tên, hơn. Tên thuộc là Tưng. Rồi, em. Bảo. Bảo không? Bảo với bạn Tưng. Em Bảo. Dạ, chứ mình quên ấy. Lo mất. Dạ, sao mà đấy. Cũng tình cờ gặp nhưng phải biết tên ở sau này mình gặp nhau một chân hô đấy đó. Nói chung là lên núi gặp. Anh em ngồi một chỗ luôn. Còn đây là đại ca của em nè.
Chuyên bên huấn luyện viên thôn thể dục thể thao leo núi với huấn luyện viên bên mà huấn luyện máy bót á. Tôi thay máy bót của mà dần mưa vậy. Nè. Bót nè. Máy bót đấy. Sau lưng đấy. Thấy chưa? Đấy. Đớp này quá quen rồi mà. Ngủ. Đi ra kia ngủ ơi, một lát này dạ tôi dầm chết. Thôi, mấy anh em tụi em này nèm đưa giọng vu vơ một chút. Rồi mình đi sang ai. Không biết hên chua thôi. Chút rừng nhiều khi mấy mén có còn không mấy mén thôi. Xin em xin tạm dừng video tại đây luôn ạ. Chúc một buổi tối nhẹ nhẹ trong rừng này, chúc cả nhà mình sức khỏe. Một buổi tối vì ấm áp, cả nhà mình ngon nha. Và ngày mai thì có gì hay em tiếp tục chia sẻ lại. Bye bye.